Hello anh em, ngày nay thì không phải giới thiệu về sản phẩm hay là giới thiệu về cái gì cả anh em nhé. Mà ngày nay thì cũng có một cái gọi là hơi đáng buồn với tất cả anh em. Thì với những cái thiết bị của bên em bán ra thì bên em luôn luôn công khai về giá này, luôn luôn công khai về những cái chính sách bảo hành này, rồi những cái liên quan đến những sản phẩm bên em đều có rõ. Có địa chỉ cửa hàng cụ thể này, có số điện thoại để anh em có thể liên hệ này, có Zalo để anh em có thể nếu có trục trặc gì anh em có thể gọi qua Zalo, bên em có thể hỗ trợ cho anh em nhé. Chứ không phải là mua xong bán xong hay là như nào đó là xong đâu. Một số đơn vị cửa hàng ấy thì họ sẽ chặn anh em, họ sẽ không muốn nói chuyện với anh em. Nhưng bên em thì không anh em nhé, không có chuyện chặn hay là như nào đó với tất cả anh em. Ngày hôm nay thì đây có một bác khách. Thì ok, bác khách này thì cũng hỏi về một chiếc vang số anh em nhé. Thì bác này là muốn gửi xe, thì cũng nhắn tin với bác khách cũng khá là nhiều đấy. À không, không phải là nhiều mà nhắn ít thôi. Vang thì hầu như bên em bao ship cho anh em rồi, và có setup luôn cho anh em nhé. Đấy, setup này nói rõ anh em luôn, setup 61 đấy. Bác có 4 cổng xuống đẩy thì tất cả vang số thì cổng nó nhiều đấy, gọi nghe máy thì ok, gọi nói chuyện với 2 phút 14 giây cho bác khách thì đây nhá, đồng ý kết bạn xong mới gọi anh em nhé. Thì cũng báo rõ với bác khách là nếu mà muốn chuyển khoản gửi xe, à nếu muốn gửi xe thì chuyển khoản đủ cho em, còn gửi bưu điện thì anh em vui lòng đặt cọc anh em nhé, hoặc là không cọc tùy từng thiết bị. Đấy, nói rõ tất cả anh em là khi mà đã trao đổi trực tiếp và tùy từng sản phẩm, em có nói rõ anh em luôn, nếu mà mua hàng tùy từng sản phẩm, có sản phẩm đặt cọc, có sản phẩm không phải đặt cọc anh em nhé. Đấy, thì đây gọi điện nói chuyện xong ấy. Gửi xe khách luôn anh em nhé. Bác khách nhắn địa chỉ ok, chốt với nhau xong rồi nhắn cho bác cái số điện thoại, à cái số tài khoản đấy. Bác này thì muốn chuyển xe khách, muốn nhận trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì nói thật với tất cả anh em là chỉ có chuyển xe thì mới nhận trong chiều thôi, chứ còn đâu là nếu như mà anh em muốn nhận trong chiều không có cách nào khác anh em nhé. Đấy, chứ còn gửi bưu điện thì nó mất tầm 1-2 ngày bác Hưng Yên đấy. Thì với cái quy định của bên em là khi mà chuyển xe thì anh em vui lòng chuyển khoản đủ, còn gửi bưu điện thì anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng, ghim lên nguồn, thanh toán rất rõ ràng luôn cho anh em đấy, chứ không phải là ấy đâu. Nhưng anh em nhé, đây này, em có gửi hàng cho bên vận chuyển rất nhiều luôn chứ không phải ít đâu anh em nhé. Đấy, đây này, rất nhiều cái đơn hàng của bên em luôn đấy, không phải ít đâu anh em nhé. Từ những cái thiết bị cục đẩy rồi củ mic rồi đây rất nhiều luôn chứ không phải ít, cục đẩy này đấy, đặt cọc luôn anh em nhé, đều phải cọc, phí ship tùy từng nơi đấy. Thì đây xong rồi bác chặn luôn chặn luôn, không muốn nghe điện thoại, không muốn tin nhắn luôn anh em nhé. Chả hiểu anh em phải làm cái này để làm gì cho nó khổ ra. Tham khảo thì anh em cứ bắt là bảo là để anh tham khảo nữa, anh tham khảo tiếp, có gì anh liên hệ lại thì ok, rất đơn giản thôi đúng không anh em. Chả ai cấm được cả anh em cả, còn nếu anh em mà không muốn cọc, không muốn chuyển khoản thì tất nhiên rồi, anh em chỉ có ra gần nhà để mua thôi. Còn đâu hầu như bên em bán online thì tùy, thì em đã nói rồi, tùy từng sản phẩm thiết bị, có sản phẩm cọc, có sản phẩm không, và hàng bán như nào bên em đều nói rõ tất cả anh em về tình trạng máy, xuất xứ sản xuất của những sản phẩm mà bên em bán ra. Sao phải chặn, sao phải hủy như này để làm gì cho mất công, một sự rất là buồn cười tới tất cả anh em đúng không ạ. Mất gì đâu mà bên em luôn luôn là công khai rõ ràng chi tiết, chứ không phải là làm ăn thế nọ thế kia, lừa dối sai lừa đảo các kiểu anh em nhé, mà rất rõ ràng đấy. Thì đây là một cái để cho anh em cũng có thể rút kinh nghiệm, và anh em comment thì anh em comment bác này thì cũng thuộc dạng trung trung tuổi rồi chứ không phải còn trẻ gì đâu nhé. Đây, trung trung tuổi rồi, đây này, trung trung tuổi rồi, sao phải làm này cho nó khổ ra đúng không ạ, sao phải khổ ra làm gì, nhìn rõ ràng đàng hoàng, nhà cửa đàng hoàng này sao phải thế đúng không. Bé cũng vậy thôi, em bán hàng đàng hoàng, chả gì em phải sợ cả anh em nhé. Thì ok, lên video thường thường cho anh em thôi. Ok anh em, chào anh em nhé, anh em nhé. Nên anh em tránh, không phải như này đâu, nó rất là khổ, nó suy nghĩ là khổ làm gì, tiêu cực làm gì đúng không anh em, cứ bình thường thôi, chào anh em.